Hi chào anh em, chào mừng anh em quay lại với kênh tachoi.com. Và trong video này mình sẽ mang đến cho anh em một cái tai nghe True Wireless mà nó kiêm luôn cái sạc dự phòng cho anh em luôn ha. Cái tai nghe này là cái tai nghe Bluetooth có tên là iMoi F9 ha, và kim sạc dự phòng 2000 mAh. Thì cái này thì nó sẽ chia thành nhiều phiên bản nha anh em. Có những cái phiên bản có cái dung lượng nó cao hơn và nó có cảm ứng luôn. Còn cái phiên bản này là mình mua phiên bản nút bấm, mình mua đâu đó giá tầm khoảng 200.000. Thì bây giờ mình cùng anh em khám phá xem cái sản phẩm này như thế nào ha. Ngoài hộp thì anh em thấy đây, để chữ Stereo ha, 5.0 True Wireless nè. Bên đây thì nó có để cho anh em về những cái thông tin của sản phẩm này. Bên đây thì để hình một người đàn người mẫu đang đeo cái tai nghe, có những cái thông tin về cái sản phẩm này ha. Thì một lát mình sẽ dựa vào cái thông tin mà họ giới thiệu á, mình sẽ nói rõ hơn về cái sản phẩm này nó có gì để chứ. Bây giờ mình nhìn vô đây á, tiếng Anh không à, mình cũng không gành nữa. Bây giờ mình cùng anh em mở sản phẩm này ra ha. Bên trong hộp thì anh em sẽ có một cái tiếp như vậy. Đóng gói thì mình thấy giống như là cái hộp bánh kẹo thôi đó anh em, thấy không? Hay là cái hộp nước hoa này kia rồi á. Nhìn nó giống như là đồ mỹ phẩm hơn là những cái đồ công nghệ. Nhưng mà nếu mà đồ công nghệ thường thường họ sẽ in luôn cái sản phẩm của họ ở ngoài đúng không? Còn cái sản phẩm này thì không có in sản phẩm gì mấy, chỉ có in hai cái tiếp tai nghe nhỏ như vậy thôi. Cái tai nghe này thì đến từ cái thương hiệu True Wireless. Thì cái thương hiệu này họ chuyên gia sản xuất những cái sản phẩm phụ kiện công nghệ về tai nghe hay là về những cái này kia, nói chung là phụ kiện công nghệ đó nè. Bên trong thì họ sẽ để riêng như vậy. Thường thường khi mà anh em mua những cái tai nghe True Wireless á thì cái hộp sạc với lại cái tai nghe họ sẽ để chung, nhưng mà không, cái tai nghe này thì nó không như vậy, họ sẽ để riêng hết ha. Họ gồm bao gồm hộp sạc nè, hai cái tai nghe để gọi cái gì luôn anh em, hai tai nghe và gồm 4 cái núm nữa để anh em có thể thay thế khi mà anh em sử dụng ha. Cái này thì mình thấy nó có 2 cái núm cỡ chung nè và 2 cái núm cỡ nhỏ. Thì tai anh em á như thế nào thì anh em có thể chọn cái núm cỡ đó ha. Sẽ bỏ này qua một bên. Ở đây thì nó còn một cái sợi dây sạc micro USB nữa. Cái hộp sạc này nó sử dụng cái cổng micro USB nha anh em để sạc pin ha. Kèm theo đó là một cái sách hướng dẫn sử dụng như vậy. Thì sách hướng dẫn sử dụng này thì họ để bằng tiếng Anh thôi. Trong sách hướng dẫn sử dụng thì họ có để thông số cũng giống như là về bằng cái này kia của cái tai nghe này. Thì bây giờ anh em cùng mình khám phá ha. Bây giờ mình sẽ lắp cái tai nghe này vào trong hộp sạc để cho nó hiển thị lên nó sạc ha. Khi mà anh em lắp cái tai nghe này vào hộp sạc á, thì ở đây nó có 4 cái đèn báo để báo cái dung lượng pin của cái hộp sạc này. Và ở đây thì nó có 2 cái hộp sạc á, khi mà gắn vô sạc á thì nó sẽ cháy bóng đèn đỏ như vậy, khi nào mà đầy pin á thì tự động nó sẽ tắt nha anh em. Ở phần bên sau hộp sạc này thì nó có 2 cái cổng. Một cái cổng nó để gọi là output ha. Output này thì là cái cổng để các anh em có thể ghim cái sợi dây vô đây nè, và anh em có thể sạc cho những cái điện thoại hay là những cái thiết bị khác ha. Thì nếu mà anh em sạc cho gì cũng được, nhưng mà với cái dung lượng pin 2000 này á thì mình nghĩ anh em có thể chữa cháy cho những cái điện thoại thôi, sạc tầm khoảng 10-15% thôi là nó hết rồi. Nếu mà anh em sử dụng nó để sạc cho điện thoại ha. Còn nếu mà anh em sử dụng nó sạc cho điện thoại cùi bắp, ví dụ như là cái Nokia này đi, thì mình nghĩ nó sạc cũng được một cái hai cái điện thoại á, chứ không đến nỗi đâu. Ở trên đây thì cổng input ha. Cổng input thì cái đầu vào. Cái đầu vào này thì anh em có thể sử dụng cái cáp họ tặng kèm thì cũng được ha. Có thể ghim vô đây để sạc nè. Hay là anh em có thể sử dụng cái cổng cáp ở nhà của anh em khi mà anh em mua những cái điện thoại á, để anh em để sạc luôn cho nó tiện. Chứ mình nghĩ cổng cáp này nó ngắn quá, mỗi lần sạc để gần quá thì mình nghĩ nó cũng bất tiện cho anh em. Nhưng về phần hoàn thiện thì mình thấy nó cũng chưa được tốt mấy ha. Anh em nhìn nè, về cái phần cái khuôn mà đổ ra cái này thì mình thấy nó cũng còn hơi cái lỗ này anh em ha. Thấy nó hơi bất tiện, nó không được đẹp mấy. Mình nghĩ cái lỗ này họ có thể dán một cái tem gì đó lên đây để nó che phước cái này lại, để cho nó đẹp hơn ha. Còn khi mà anh em sử dụng cái tai nghe này nè, anh em cầm anh em lắc ha, thì ở trong đây á, những cái linh kiện bên trong cái hộp sạc này nè, họ gia cố cũng chưa chắc chắn mấy. Mình nghĩ là họ nên cải thiện hơn về cái vấn đề mà họ gia cố chữ hộp sạc này nè, để cho nó chắc chắn hơn. Và những cái ngàm á, để cho những cái linh kiện bên trong á nó không bị sụp xịch, nó sẽ không xảy ra vấn đề mà bị hư hỏng trong quá trình mà anh em sử dụng ha. Thì mình thấy cái hộp tai nghe này thì thiết kế khá là hay. Ở phần trên á thì là phần nhựa bóng ha, và phần dưới này nè thì phần bằng nhựa nhám. Hai cái này được nối với nhau qua một cái ngàm như thế này. Thì cái ngàm này nó sẽ lúc bật lên bật xuống như vậy ha. Thì cái này á, lúc mà bật lên bật xuống thì mình thấy nó có một cái phần 500 ở trên đây nè, và có phần 500 dưới đây, nó giúp nó đính hai cái này lại, dính lại hoàn toàn luôn ha. Mình sẽ nói một chút về cái phần thông số của sản phẩm này. Thì cái sản phẩm này nó sử dụng cái Bluetooth chuẩn 5.0 mạnh mẽ, và con chip trong đây nó sử dụng cái con chip
để quản lý được cái nguồn điện nó thông minh hơn, không cần nút bấm gì hết, cứ để vô là anh em sử dụng thôi ha. Khi mà anh em cắm vô thì là tự động con chip nó nhận dạng là à có thiết bị ngoài đang cần cung cấp điện ha, hoặc là anh em ghim vô thì nó cũng biết luôn, hay là anh em để nghe tai nghe vô thì nó cũng biết luôn. Thì cái này họ quản lý bằng chip thông minh nên không có cần cái nút bấm nào hết ha. Cái dung lượng pin bên hai bên tai á, mỗi bên như vậy á là 50 mAh. Cái thời gian nghe nhạc mà anh em có thể nghe được trên cái tai nghe này á, họ nói là tầm khoảng 2-4 tiếng đồng hồ cho một cái lần sạc ha. Và một lần sạc á thì anh em sạc tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ thì em hai cái tai nghe này cũng có thể hoạt động độc lập được luôn. Thì anh em có thể nghe từng cái cũng được, anh em thích nghe một cái anh em bỏ vô một cái thì nó cũng sẽ tự động nó ngắt cho anh em luôn. Mình thấy khi mà bật nó ra thì tự động cái tai nghe nó bật lên nè. Ở đây á thì cái phần thiết kế tai nghe này á thì mình thấy hai bên ha thì nó cũng đều có cái mic để anh em có thể đàm thoại được ha. Khi mà anh em để gần thì anh em nhìn ha, thiết kế nó khá là hay. Đây, có phần nút bấm như thế này. Nút bấm này là nút bấm vật lý nha anh em. Thì mình thấy thích cái nút bấm vật lý hơn, tại vì mình cũng có sử dụng những cái tai nghe i12, i11 á, những cái nút bấm mà nó cảm ứng á thì mình sử dụng thì cái độ nhạy nó không được cao, hay là anh em nằm nghiêng qua gối á thì nó cũng nhận biết là à cái đó là cảm ứng luôn, và nó tự động chuyển bài hay là tự động nó tắt cho anh em. Thì mình thấy nó hơi khó chịu về cái vấn đề đó. Cái trọng lượng của cái tai nghe này tầm khoảng 4g, nên khi mà cái việc anh em đeo vô thì nó rất là thoải mái luôn. Cái housing này thì anh em dễ dàng tháo ra và thế cái khác vô ha. Về cái phần màn lo thì anh em nhìn đây, cái phần màn lo này mình thấy nó họ gia cố cũng khá là chắc chắn nha anh em. Đó, phần màn lo thì họ có một cái phần màn lo gia cố khá là chắc chắn giúp chống cái bụi bẩn ha. Và cái tai nghe này cũng hỗ trợ chống nước nhẹ để khi anh em có thể sử dụng nó để tập thể dục thì cũng ok. Khi mà đeo vô thì cái chất âm nó cho nghe nó khá là ổn, thì một lát mình sẽ test thử cho anh em nghe ha. Ở phần bên dưới thì nó có để chữ V5.0, có nghĩa là cái Bluetooth phiên bản 5.0 đó, và nó để chữ G, chữ L để anh em có thể phân biệt được là à bên trái bên phải, thì lúc mà anh em nghe vô á thì nó sẽ tạo cho anh em cái âm thanh nó hay ho hơn ha. Với cái dung lượng pin của cái hộp sạc này là 2000 mAh thì anh em có thể thoải mái sạc cho cái tai nghe này tầm khoảng 10 đến 15 lần khi mà anh em sạc đầy cho cái hộp sạc này. Cái việc mà anh em sử dụng nghe nhạc lên đến 120 tiếng đồng hồ đối với là cái tai nghe này anh em kết hợp với cái hộp sạc này thì anh em nghe nhạc trong vòng 120 tiếng đồng hồ thì anh em thấy một cái thời gian nghe nhạc rất là kinh khủng luôn, đúng không? Một cái thời gian đàm thoại anh em có thể sử dụng đàm thoại lên đến 150 giờ. Thì cái này khi mà anh em sử dụng á thì anh em thấy như thế nào? Mình thấy nó quá là ok luôn cho cái sản phẩm này. Và với cái chế độ bảo hành 1 năm thì anh em có thể bảo hành so với cái nhà mà bán hàng cho anh em, thì khi mà anh em mua hàng thì nếu mà có lỗi thì anh em cứ yêu cầu họ bảo hành cho anh em thôi. Anh em cứ gửi cho họ và họ bảo hành. Và anh xong thì họ gửi lại cho anh em. Cái sản phẩm này anh em kết nối được với nhiều cái hệ điều hành khác nhau, ví dụ như là iOS nè, hay là Android nè, hay là thậm chí macOS, hay là những cái hệ điều hành của Windows, thì anh em đều có thể kết nối với cái tai nghe này để nghe luôn ha. Về phần kết nối với cái tai nghe này thì anh em cũng sử dụng giống như là những cái tai nghe khác thôi. Mở lên và tìm kiếm và kết nối thôi. Một lát mình sẽ kết nối thử cho anh em nghe. Họ nói là tai nghe này thì nó trang bị cái công nghệ khử tiếng ồn CVC 8.0 gì đó. Nhưng mà lúc mà đeo vô thì thật sự là cái núm này nè anh em, nó bít cái lỗ tai mình lại á, thì nó cũng sẽ giảm cái tiếng ồn khá là nhiều cho anh em. Về phần chất âm của cái tai nghe này thì mình thấy nó cũng khá là ok trong cái tầm giá mà 200k anh em mua ha. Anh em có thể tham khảo cái phiên bản cảm ứng ha, thì nó mắc hơn cái phiên bản mà nút bấm này á, thì nó tầm khoảng chừng đâu đó vài chục ngàn thôi. Tùy theo cái phiên bản thì nó sẽ có những cái option khác nhau và những cái tính năng nó sẽ nâng cấp hơn, và nó sẽ nâng cấp theo từng cái phiên bản ha. Thì cái sản phẩm này thì mình thấy họ nói sử dụng cái âm bass của nó thì nó rất là mạnh. Thì bây giờ mình không dài dòng nữa, mình sẽ test luôn cái phần nhạc cho anh em nghe ha, để anh em xem là cái nhạc này như thế nào. Về phần kết nối á thì mình sẽ lắp lại vào đây. Nó cái này đặc biệt là nó không có phân biệt bên nha anh em, lấy ông này gắn bà kia thì cũng được luôn, tại vì thiết kế giống nhau mà. Đó, anh em muốn đeo bên nào cũng được, muốn để bên nào cũng được hết. Đó, thấy chưa, bên nào thì nó cũng nhận dạng mà nó sạc cho anh em hết ha, đơn giản như vậy thôi. Thì bây giờ khi mà mình bật lên rồi thì mình sẽ lấy ra nè anh em. Lúc mà lấy ra anh em đợi cho hai cái đèn này nè nó chớp cùng với nhau ha. Bây giờ mình sẽ lấy cái iPad của mình để mình test cho anh em ha. Mình sẽ kéo xuống cái phần Bluetooth nè. Mình bật cái Bluetooth lên, bấm vào phần cài đặt. Anh em thấy cái chữ mà F9 5.0 không? Bấm vô ha. Rồi đó anh em, bây giờ nó đã kết nối rồi đó. Thì để cho anh em nghe được âm thanh nó rõ ràng hơn thì bây giờ mình sẽ lấy cái mic của mình để xuống ha, để anh em có thể nghe rõ hơn về cái chất âm của cái tai nghe này.
Và đây anh em, thì mình đã lấy cái mic của mình xuống rồi, thì mình sẽ test thử cái nhạc cho anh em nghe thử ha. Thì cái nhạc này thì cái nhạc không bản quyền của YouTube, thì mình đã có tải về sẵn một trong những cái bản nhạc mình thấy nó cũng khá là sôi động. Thì mình sẽ mở thử cho anh em nghe ha. Thì để cho âm thanh nó lớn nhất thì mình sẽ bật cái iPad của mình với cái dung lượng nó lớn nhất nha anh em. Thì bây giờ mình mở ha. Đó anh em, mình vừa cho anh em nghe qua cái chất âm của tai nghe này thì anh em đánh giá như thế nào. Thì bây giờ anh em tới cái chuyên mục điều khiển ha. Thì cách điều khiển của tai nghe này đơn giản thôi, em bấm vào bên tai ha. Để bật nè, anh em nhìn thấy bên góc màn hình không? Đó, bấm cái tắt. Nhấn hai cái để chuyển bài. Bật lên nè. Hai cái để chuyển bài. Anh em thấy chưa? Cái tên bài hát bắt đầu nó đổi nè. Hai cái để chuyển tiếp. Hai cái để chuyển lại nè, hai cái để chuyển tiếp nè, hai cái để chuyển tiếp lên. Anh em nhìn thấy cái sóng không? Nè, cái sóng đây nè. Đó, ba cái để tăng giảm âm lượng ha. Ba cái nha anh em. Đó, anh em thấy cái tăng giảm âm lượng nó nổi lên không? Nè, mình sẽ đăng bấm thử cho anh em cầm nha. Đó, anh em thấy chưa? Cái âm lượng này anh em tăng lên, đó, giảm xuống. Thì đó anh em, thì qua vấn đề mà anh em trải nghiệm cái chất âm của tai nghe này thì anh em đánh giá tai nghe này như thế nào trong tầm giá tầm khoảng 200.000. Theo mình đánh giá cái ưu điểm của nó thì nó được thiết kế nhìn thấy nó rất là dễ thương nè và nhỏ gọn, cái thời gian nghe nhạc của nó rất là dài. Và với cái hộp sạc mà tầm khoảng 2000mAh này thì mình thấy cái thời gian mà anh em nghe nhạc nó khá là lâu luôn. Và cái ưu điểm nữa thì mình thấy cái thiết kế của cái hộp sạc này nè, thì anh em có thể sử dụng nó để làm một cái giá đỡ điện thoại ha. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái điện thoại mình đặt lên để mình làm giá đỡ thử cho anh em xem ha. Đây anh em, thì bây giờ mình có điện thoại rồi, anh em muốn đặt làm cái giá đỡ thì anh em chỉ cần đặt như vậy thôi ha. Đó, anh em thấy chưa? Cái hộp sạc này thì nó sẽ làm cái giá đỡ điện thoại cho anh em luôn. Anh em có thể vừa gắn cái tai nghe này vô tai cho lỗ tai anh em để anh em có thể xem phim trên cái hộp sạc này nè. Đó, anh em đặt như vậy làm giá đỡ ha. Nó có thể làm giá đỡ kiểu đứng cũng được luôn. Kiểu đứng thì anh em để trên cái mặt phẳng một tí ha. Điện thoại nên hơi dài quá, mình đặt thì nó hơi nghiêng. Còn nếu mà anh em sử dụng điện thoại nó ngắn hơn tí thì ok. Nếu mà để bề ngang như vậy nè, anh em có thể xem phim được ha. Kết hợp với cái tai nghe này vừa xem phim vừa nghe nhạc luôn. Đó là cái ưu điểm của sản phẩm của tai nghe này. Còn về phần nhược điểm thì mình thấy cái thiết kế của nó thì nó chưa có được chắc chắn cho lắm ha, nó hơi sụp sịch ha. Nó hoàn thiện nó chưa được tốt lắm trong tầm giá 200.000 so với những cái thiết bị tai nghe khác. Mình nghĩ là đối với cái độ hoàn thiện này thì tạm chấp nhận được thôi, chứ nó không quá xuất sắc trong tầm giá 200.000. Còn về phần link mua sản phẩm này thì mình sẽ để dưới phần mô tả video ha. Anh em bấm vào tham khảo và mua. Còn nếu mà anh em cảm thấy cái video này hay nè, cũng giống như là hữu ích cho anh em thì bấm like, share, cũng giống như là subscribe kênh tachaba.com của mình. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Tháo ra mới tin luôn thế anh em. Nãy giờ mình quên tháo này nữa. Đó, còn bây giờ ba anh em. Bye. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Đừng quên nhấn subscribe và like kênh của mình nhé.